Chào mừng các bạn nhỏ và quý phụ huynh đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon của One Way Radio. Chào mừng các bạn nhỏ đang đến với chương trình Chúc Bé Ngủ Ngon. Chị Giọt Sương thân chào những người bạn nhí đáng yêu của chương trình. Rất vui được gặp lại các em. Bắn tim nè. Hôm nay chị Giọt Sương cảm thấy rất là vui. Vì thế chị sẽ tặng cho các bạn nhỏ của chương trình một bài hát có tên là Chuyện Ngày Xưa. Các em cùng lắng nghe với chị Giọt Sương nhé. Xưa từ khi chưa có sao trời, núi sông chưa lập, thế gian không người. Cùng đời em trôi dường như mây bốn phương trời, thế nhưng bao điều Chúa lo rồi. Chúa cho em được đến trong rừng trần, Chúa hứa lo liệu tính toán muôn phần. Ngài hằng yêu em bằng tình yêu của muôn đời, thỏa vui thay được ở trong xa xưa từ khi chưa có sao trời, núi sông chưa lập, thế gian không người. Cuộc đời em trôi dường như mây bốn phương trời, thế nhưng bao điều Chúa lo rồi. Chúa cho em được đến trong rừng trần, Chúa hứa lo liệu tính toán muôn phần. Ngài hằng yêu em bằng tình yêu của muôn đời, thỏa vui thay bài hát Chuyện Ngày Xưa vừa rồi là bài hát mà lúc nhỏ chị Giọt Sương rất là thích. Giai điệu vui tươi, ca từ ngọt ngào, Chúa đã tạo dựng nên muôn loài và ban cho con người quyền cai quản. Ngài chăm sóc chúng ta bằng tình yêu không đổi dời của Ngài. Tuyệt quá phải không các em? Tản mạn tí thôi, hôm qua các em đã được nghe chị Giọt Sương kể về việc ông Môi-se gặp Chúa và sứ mạng mà Chúa giao phó cho ông rồi đúng không nè? Và để tìm hiểu xem ông đã thực hiện sứ mạng đó như thế nào, hôm nay các em hãy cùng với chị Giọt Sương theo dõi câu chuyện này tiếp tục nhé. Ngày xưa. Sau khi Môi-se và A-rôn đã nói chuyện với người Israel, họ đã đến gặp Pharaoh, vua của nước Ai Cập. Họ nói rằng, Đức Chúa Trời của chúng tôi, Đức Chúa Trời của dân tộc Israel đang kêu gọi chúng tôi đến thờ phượng Ngài. Để làm điều này, chúng tôi và tất cả người của chúng tôi phải đi một hành trình 3 ngày đến đồng vắng. Pharaoh đã rất giận dữ, vua nói rằng, Môi-se và A-rôn, những điều các ngươi đang nói đó là bảo dân Israel trốn không làm việc. Hãy quay lại với công việc của các ngươi và để cho dân sự ở lại đây. Ta biết tại sao Israel phải đi đến đồng vắng rồi. Đó là họ muốn trốn khỏi công việc. Vì thế, ta sẽ bắt họ phải làm việc nhiều hơn nữa. Lúc bấy giờ, dân Israel bị bắt làm gạch để xây nhà cho các quan tướng người Ai Cập. Họ phải làm gạch bằng đất sét trộn với rơm rạ. Từ trước đến lúc này thì người Ai Cập cung cấp rơm rạ cho việc làm gạch. Bây giờ Pharaoh bảo rằng hãy bắt họ làm gạch như trước đây, nhưng không cung cấp rơm rạ nữa. Dĩ nhiên, dân Israel phải gánh vác công việc quá sức chịu đựng. Làm sao họ có thể vừa thu gom rơm lại vừa phải làm đủ số gạch mỗi ngày như trước đây? Dân Israel đã nổi giận với Môi-se và A-rôn. Họ nói rằng, chúng tôi nghĩ các anh đến để giải phóng chúng tôi, nhưng bây giờ chúng tôi lại phải lâm vào cảnh khốn khổ hơn nữa. Môi-se kêu cầu Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời phán rằng, hãy đi đến nói chuyện cùng Pharaoh một lần nữa, và cho hắn thấy những phép lạ mà ta đã ban cho ngươi. Pharaoh đã cười nhạo, ai là Đức Chúa Trời, tại sao ta phải vâng theo những mệnh lệnh của hắn cơ chứ? Rồi A-rôn ném cây gậy của mình xuống, và lập tức nó biến thành một con rắn. Pharaoh gọi những thuật sĩ của ông ta đến. Họ cũng biến những cây gậy của họ thành những con rắn. Đức Chúa Trời đã để họ làm điều ấy.
Nhưng Ngài khiến con rắn được biến hóa từ cây gậy của Aaron nuốt chửng những con rắn khác. Dù thế, Pharaoh vẫn không chịu để dân Israel ra đi. Câu chuyện hôm nay thật là thú vị quá, phải không các em? Chị Giọt Sương cứ muốn tiếp tục câu chuyện với các em, nhưng mà thời lượng của chương trình có hạn nên phải hẹn các bạn nhỏ của chị cùng đón nghe vào ngày mai các em nhé. Hãy luôn nhớ là phải trông cậy và đặt niềm tin nơi Chúa nha các em. Dù chúng ta như thế nào thì Chúa vẫn luôn yêu và có chương trình đặc biệt dành cho mỗi người. Nên các em đừng bao giờ tự ti hay xấu hổ về chính mình giống như ông Môsê vậy. Chúa đã dùng ông cho các công tác giải cứu dân Israel của Ngài. Ôi, đã đến lúc phải đi ngủ rồi. Các em hãy cầu nguyện một lúc với Chúa rồi đi ngủ nhé. Chúa yêu các em và chị Giọt Sương cũng vậy. Nếu có gì muốn nhắn gửi đến chị thì các em hãy liên hệ về số điện thoại 0932 656 141 hoặc fanpage của OneWay các em nhé. Còn bây giờ thì chúc các em ngủ ngon. Oh.